Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters ngày 30 tháng 11, cảnh sát đã kiểm tra và chặn khoảng 200 người nuôi chó cố gắng lái xe đến đoạn đường trước phủ tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Trên xe chở nhiều chuồng nhốt những con chó mà họ dọa sẽ thả ra. Những người biểu tình xô sát với lực lượng cảnh sát đông đảo nhiều dao chắn dựng lên để ngăn họ sang đường và đến gần phủ tổng thống. Ba người biểu tình, trong đó có ông Ju Jeong-bong đã bị cảnh sát bắt giữ trong tình trạng hỗn loạn. Ông Ju Jeong-bong là người dẫn đầu đoàn biểu tình ngày 30 tháng 11, đồng thời là người đứng đầu Hiệp hội nông dân nuôi chó lấy thịt Hàn Quốc, một tổ chức gồm các nông dân chăn nuôi và phân phối chó làm thịt cũng như các chủ nhà hàng thịt chó. Ông Ju cho rằng các chính trị gia không có quyền đóng cửa một ngành kinh doanh hay quyết định người khác phải ăn cái gì. Ông Ru tuyên bố, chúng tôi không thể đồng tình với ý kiến cho rằng việc này là man dợ, vì tất cả quốc gia có truyền thống chăn nuôi đều từng ăn thịt chó và có những nơi vẫn còn làm điều đó. Từ tuần trước, ông Ru phát hiện rằng Hiệp hội rất phẫn nộ với dự luật cấm tiêu thụ thịt chó và đe dọa sẽ thả hơn 2 triệu con chó mà Hiệp hội đang nuôi ở gần phủ Tổng thống để phản đối. Đảng quyền lực nhân dân Hàn Quốc PPP cầm quyền đã đề xuất dự luật cấm việc nuôi và buôn bán thịt chó, đồng thời đưa ra khoản bồi thường cho những người đang kinh doanh ngành này trong vòng 3 năm. Đảng dân chủ Hàn Quốc DP đối lập cũng ủng hộ hình phạt 3 năm tù và số tiền lên đến 30 triệu won đối với hành vi này. Theo ông Ju, những nông dân trong ngành hoàn toàn bị ngó lơ, thậm chí đề xuất bồi thường tài chính cũng không thỏa đáng vì họ sẽ mất cả sinh kế. Trong số 51 triệu dân Hàn Quốc hơn 6 triệu hộ gia đình đang nuôi chó làm thú cưng. Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Kyun Ki Hee cũng là chủ của 6 con chó. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Gallup Korea vào năm ngoái cho thấy gần 2 phần 3 người tham gia khảo sát phản đối ăn thịt chó, với chỉ 8% người từng ăn thịt chó trong năm vừa qua, giảm mạnh so với tỷ lệ 27% trong năm 2015 trong một sự phối hợp hiếm thấy, đảng cầm quyền và đảng đối lập đang bắt tay thúc đẩy luật cấm tiêu thụ thịt chó. Đệ nhất phu nhân Kim Kyung Ki Hee cũng trở thành một trong những người nổi bật của phe ủng hộ luật cấm. Ăn thịt chó là thói quen có lịch sử lâu đời trên bán đảo Triều Tiên, nơi người dân có niềm tin rằng món ăn này giúp giảm bớt cái nóng của mùa hè. Tuy nhiên, tư tưởng của người Hàn Quốc dần thay đổi trong những năm gần đây, khi ngày càng nhiều gia đình nuôi chó làm thú cưng và nhiều người trẻ cho rằng giết chó là ác với động vật. Ngược lại, những người trong ngành có tuổi đời từ mấy thế kỷ đang đấu tranh để phản đối luật cấm. Những nông dân nuôi chó và chủ nhà hàng thịt chó tập trung biểu tình trước trụ sở quốc hội trong những ngày gần đây để đòi chính phủ và đảng quyền lực nhân dân hủy dự luật. Họ cho rằng luật cấm sẽ phá hủy sinh kế của họ, hạn chế lựa chọn của thực khách khi nhiều người muốn chọn món ăn để chống lại mùa hè nóng bức. Lee Kyung Sik, chủ một trang trại nuôi 1.100 con chó ở ngoại ô thủ đô Seoul, nói với Reuters, nếu phải đóng cửa, với tình hình tài chính hiện nay, tôi thực sự chưa biết nên làm gì. Tôi làm nghề này 12 năm rồi và việc này quá đột ngột. Một cuộc khảo sát do hãng Gallup Korea thực hiện năm ngoái cho thấy gần 2 phần 3 người trả lời phản đối ăn thịt chó, trong đó 8% cho biết họ có ăn thịt chó trong vòng một năm trước đó, giảm so với mức 27% năm 2015. Dù thịt chó ngày càng ít phổ biến và các nhà hoạt động vì quyền động vật phản đối mạnh, nhưng nỗ lực trước đây nhằm cấm thịt chó ở Hàn Quốc đều thất bại vì phong trào phản đối. Thậm chí các nông dân nuôi chó Hàn Quốc dọa sẽ thả 2 triệu con chó gần văn phòng tổng thống khi nước này đang tiến gần đến luật cấm thịt chó. Lần này, chính phủ Hàn Quốc cho biết dự luật đặt thời hạn 3 năm để ngành công nghiệp chuyển hoạt động cùng với hỗ trợ tài chính tối đa cho những người bị ảnh hưởng. Với sự ủng hộ của dự luật và hợp tác giữa hai đảng trong quốc hội, có khả năng dự luật sẽ sớm trở thành luật. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin cụ thể về quy mô của ngành công nghiệp thịt chó ở nước này, nhưng Hiệp hội Chó Thịt Hàn Quốc cho biết số lượng trang trại và nhà hàng bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với số liệu mà chính phủ nêu ra. Trong hiệp hội này, có đến 3.500 trang trại nuôi 1,5 triệu con chó và 3.000 nhà hàng sẽ phải đóng cửa nếu dự luật trở thành luật, cao gấp đôi số liệu thống kê chính thức liên quan đến thông tin phản ánh có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng. Chiều ngày 30 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra, xác minh ở tất cả đơn vị trường học trên địa bàn thủ đô. Đêm ngày 30 tháng 11, theo kết quả xác minh sơ bộ từ Sở Giáo dục và Đào tạo, 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh gồm 10 học sinh lớp 6 và một học sinh lớp 7 có dấu hiệu đau đầu buồn nôn. Đây là các học sinh không ăn bán chú, không ngủ trưa ở trường. Trên đường đi đến trường, các học sinh này mua một loại kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi học sinh ăn xong, khoảng 45 phút thì có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn. Nhà trường phối hợp với trạm y tế phường đưa các học sinh tới trạm y tế để khám và theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của các em đã ổn định. Nhân viên y tế nhà trường đã kiểm tra các lớp để nắm bắt, ra soát học sinh ăn loại kẹo nói trên nếu có. Tuyên truyền tới học sinh không ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở các con lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc. Liên quan đến sự việc này, Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân quận Nam Tử Liêm. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo công an phường phối hợp đội hình sự, đội ma túy đến cửa hàng tại số 19 trên 8 Quang Tiến kiểm tra, thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô oh mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ chỉ đạo trạm y tế phường theo dõi sức khỏe các học sinh, kịp thời báo cáo khi có phát sinh. Hiện tại sức khỏe của 11 học sinh này ổn định. Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ cũng đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh không ăn các thực phẩm có nguồn gốc không rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 29 học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoành Mô có biểu hiện chóng mặt, tê môi nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài được mua ở gần cổng trường học. Theo thông tin ban đầu, một số học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoành Mô ban ngày có mua kẹo ở gần cổng trường đem vào lớp để chia nhau ăn. Đến tối cùng ngày, những học sinh đã ăn kẹo ở nội trú có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn tê môi. Qua kiểm tra, giả soát, ban đầu có 29 học sinh cùng ăn một loại kẹo, 27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã thông tin tới cha mẹ học sinh để nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe của các em. Đến ngày hôm sau, những học sinh trên vẫn còn tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn nên được nhà trường đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi sức khỏe. Qua kiểm tra giả soát, nhà trường phát hiện có 29 học sinh, 27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C cùng ăn một loại kẹo chữ nước ngoài không có tem phụ để tiếng Việt mua tại cửa hàng tạp hóa của một người tên là Sen bán hàng ngoài đường gần cổng trường. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện có mặt tại cửa hàng của bà Sen trước cổng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoài Mô tiến hành kiểm tra xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng chỉ còn bán loại kẹo của Việt Nam có tem nhãn đầy đủ. Bà Sen thừa nhận có kinh doanh vài gói kẹo bán cho học sinh, mua của đối tượng đến giao bán không rõ danh tính. Đội quản lý thị trường cùng với công an huyện Bình Liêu đã làm việc với nhà trường, xác minh thêm thông tin để truy xuất nguồn gốc của hàng hóa, đồng thời hướng dẫn nhà trường gửi mẫu kiểm định chất lượng. Lực lượng chức năng cùng nhà trường đã triển khai ra soát hàng hóa được bán gần các trường học, phổ biến để các trường học tuyên truyền đến phụ huynh học sinh không mua sử dụng các loại kẹo không rõ nguồn gốc chất lượng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi là Khoa B8 BV105 với nội dung Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên sân Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học. Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi xuất hiện thông tin nói trên, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an thị xã Sơn Tây khẩn trương ra soát địa bàn làm việc với bệnh viện Quân y 105 để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định bệnh viện Quân y 105 chỉ xét nghiệm ma túy qua nước tiểu và máu, không thực hiện xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo cơ quan công an, tại một trường học trên địa bàn thị xã Sơn Tây, ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng chưa phát hiện việc người lạ phát kẹo cho học sinh tại cổng trường. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin hình ảnh, clip chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công an thành phố Hà Nội đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên truyền phổ biến cho học sinh không mua bán sử dụng các loại kẹo, đồ ăn uống không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân khi sử dụng.